Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Pokemon hả? Ok, chọn nhân vật nữ thôi. Vô game, ok, tạo tên tài khoản rồi hả? Tất nhiên là ta sẽ chọn là con này rồi. Tới luôn bụi ơi. Gì, đánh cái giải đầu tiên hả? À, level 5 chúng ta mới có thể bắp qua được. Nhưng không sao, ở đây chúng ta sẽ có phần mềm tăng tốc ha. Wow. Rồi bây giờ, à không, thủ phục mà. À, đây đòn này nè, đồ một nhát một anh em. Wow. Cái hả? Ok, được ha. À, tiếc quá hả? À không. Mình lấy con Pikachu về. Ủa vậy thôi đó hả? Đầu xanh đó. À cái này là quay tướng. Ok. Ờ, có chế độ mà đặt tên cho mấy con Pokemon đấy anh em. Oh man. Game này nhìn thấy quen hả? Và game này cũng mới anh em. Mới ra mấy hôm nay à. Ừ. Đây, chuẩn bị bắt con này nè con nè. Bán nó một hit, biết ngay mà. Vô, lấy quả bóng ra. Rồi, bắt thành công. Ok, bạn đã thu phục thành công hả? Trời ơi. Một luồng gió mới đang thổi vào những con game Pokemon của chúng ta anh em à. Ok. Đậu xanh. Hồi nãy mở cái chế độ nó nhân nhanh, nó chạy nhanh, nó bị lỗi anh em. Và mẹ nó. Ok, chúng ta không nên lạm dụng nó quá hả? Thì game chắc mới, chắc nó còn hơi bị lắc ấy. Cái gì vậy? Level up đâu, một phát một lên luôn, level 33 anh em. Ok, à, chắc cái này là kinh nghiệm ha. Chúng ta nhận được một con Mew. Ngày thứ hai thì nhận được thêm ba con Pokemon hả? Và còn ba dạng tiến hóa của Eevee. Ngày thứ tư thì thứ ba thì được một con này. Đâu. Oh man, vui nhiều vậy. Wow, bản này có tiến hóa Mega luôn. Vì chúng ta đã thấy được đá Mega hả? Ok. Cái này chắc là quà nạp rồi. Ok. À chúng ta có VIP 15. Ôi nhưng mà méo có quà VIP. Theo bờ mới anh em. Đó, đội hình người ta nè. Yêu rồi các kiểu. Tục ngày thứ hai chúng ta điểm danh sẽ được một đá. Ồ, điểm danh. Ồ, có một con fire và một con anti đây nữa. Wow. Quy khá nhiều Pokemon hả? Và ở đây cái quay cũng chưa thấy đâu. Nó lên level rồi mà nó chưa có mở cái gì nhiều hết ta. Ok. Ở đây có mấy con quyền thoại hả? Nè, ở đây bán cả một con luôn nè. Mà có số tiền của nó chắc cũng không hề rẻ. Quy VIP 15 hả? Cái gì đây? Cái này nạp kim cương. Cái này đấu giá hả? Cái VIP. Cái này quà nạp. Đó quà nạp luôn. Này không biết gì. Này mua hay gì nè. Ok. Gì à? Biết luôn. Rồi vậy là chắc nằm đâu đây quá. Biết là cái chỗ nhập code đấy chứ. Đây, chắc nằm ở đây. Rồi code thì đó, đúng rồi. Đây, có hư nè, có đồ phòng. Mấy cái này lấy làm gì ta? Chưa biết luôn, nhưng mà chúng ta có tổng cộng là 6 cái code hả? Bấm vào đây, cái ở giữa, cái ở cuối. Rồi, copy patch vào.
Có anh heo sẽ đợi ở bên web ha. Ok, ngay có phần link chung đây. Chúng ta sẽ nhập hết luôn ha. Có nhân 8 mà nó méo có xài được. Bà mẹ nó. Cái này cũng 3733 hả? Đây, được 20 mảnh Pokemon hay gì nè. Đã được một con Pikachu. Đây, đồ ngon ngon, quy được 3 con Pokemon nè anh em. Wow, được đấy, thấy là ok rồi. Mà không có kim cương anh em. Ok, cũng không có vé đợi, vé tiếc gì luôn. Rồi, chắc cái này mới chắc nó quy vậy là nhiều rồi đó. Đây. Cái này kiểu như là hành tựu anh em. Ok, hành tựu thì chúng ta cũng lướt qua hành tựu luôn. Thì hay quà gì ta? Là nãy giờ chúng ta được Pokemon rồi, nó chúc mừng. Chắc vậy, rồi xong rồi đó. Ok, cũng được một mớ. Cái này gì đây? Sao không thấy năng động hàng ngày ta? Đây, những Pokemon chúng ta có. À, kiểu như là cái này chúng ta sẽ bỏ qua đó hả? À, thay đổi Pokemon. Tất nhiên rồi. Vô bỏ bằng cái gì nào đâu ta? À, cái này là khóa lại hả? À, làm sao để đem nó ra khỏi đội hình đây? Cái phần đó nó bỏ qua mất mẹ nó rồi, không có coi được. Ok, bây giờ chúng ta vô quay tướng đi. Có 4.500 chắc là quay cũng được. Được rồi, ra mảnh không vậy? Oh man, méo thấy con Pokemon luôn. Ok, được một con chó. Vậy đó đó hả? Đậu phộng đó. Ok, được một con này nữa. Thử tiếp luôn, đậu xanh đó. Quay coi có con nào hiếm không? Dạ, con này không hiếm nha. Trời ơi, con rùa. Trời ơi, bướm bi bi nữa chứ. Vãi cả lòng, con Pokemon nghè lào. Gì quên mẹ nó rồi. Đấy, con này được nè hả? Con này được nè, con này có tác dụng. Con này chắc cũng không. Quay bên này mắc tiền hơn. À, quay đủ thì chúng ta sẽ đổi được mấy cái này nữa hả? Chù chà, hơi bị chua đấy. Ta sẽ quay ô, con này cũng được nè. Ok, ngon đấy, ngon đấy. À, con này chúng ta thấy ở ngoài rồi. Sao không có con quyền hội ta? Hình như cái bản này không có con quyền hội rồi. Hay là bắt khó gì á? Chúng ta thấy những con Pokemon mà quen thuộc với chúng ta hàng ngày thôi hả? Cái bản mà ngày xưa đó mà. Ok, quan trọng là bây giờ chúng ta sẽ bỏ con Pokemon vô làm sao mà để đánh nè. Đó. Vẫn là con rồng này. Ok, man.
nhưng mà hơi bị ấy quá nha. Nhưng mà cái kiểu đánh này, cái kiểu đánh giống mấy cái game ngày xưa hay chơi quên mẹ đó. Cái này chắc chơi cho vui thì được ha, xả stress ha. Anh em nào muốn ôm lại cái kỷ niệm ngày xưa đâu hả, có thể chơi hả. Chứ cái này mà nói mà để chơi theo kiểu chiến đấu lâu dài đồ các kiểu thì chắc cái này hơi bị khó. Đây, bấm vô đây chúng ta có thể coi cái dạng tiến hóa của nó nè. Đó. Con này không có tiếng quá hả ta? Con này có tiếng quá nè, được 5 sao luôn. Quan trọng là làm sao để đưa nó ra. Nó không biết là làm sao để đưa nó ra hết rồi. Này là bấm bỏ rồi. Rồi cái này thì chắc anh em nào có chơi thì tải về hả, rồi chiêm nghiệm, rồi có thể ngồi nghiên cứu thêm hả. Chứ cái này heo cũng thấy hơi bó tay tí. Ok à, chỗ này là để bắt mấy con Pokemon nè anh em. À không biết con này à, ok con này được nè. Ủa, bắt con này rồi để đem qua ấy hả ta? Rồi dê chết luôn rồi. Thứ mạng không thành công. À vẫn qua được hả? À, ok. Rồi cái này thì link heo sẽ để dưới phần mô tả hả? Anh em nào có chơi thì tải về. Thấy thì nó cũng ok đấy. Nó phi cũng khá ngon hả? Nên anh em nào có chơi thì tải về, link heo để dưới phần mô tả hả? Ok.